Hello, xin chào quý anh chị nhà đầu tư. Chào mừng quý anh chị đã quay trở lại với kênh Ichimoku Club, quay trở lại với video nhận định về thị trường sau phiên giao dịch của Nam anh chị nhé. Trước khi vào nội dung của video ngày hôm nay, anh chị nhớ dành ra một vài giây để lại những cái lượt like, những cái trái tim màu tím dưới mục comment để tăng cái độ tương tác cho cái video ngày hôm nay. Cảm ơn anh chị rất là nhiều. Như vậy là chúng ta vừa kết thúc cái phiên giao dịch ngày thứ hai, ngày mùng 2 tháng 10 năm 2023 là cái phiên giao dịch đầu tuần đầu tháng anh chị nhé. Hôm nay thì thị trường của chúng ta giao dịch khá là ảm đạm với cái thanh khoản, nếu như anh chị để ý ấy, thì là thanh khoản thấp nhất trong khoảng tầm 6 tháng trở lại đây, chỉ có 11.500 tỷ thôi. Hôm nay thì thị trường của chúng ta tăng 1,1 điểm tương đương với 0,1% về cái vùng 1.155.25 điểm. Chúng ta có 280 mã xanh, 5 mã trần và 201 mã đỏ. Hôm nay thì không có một cái nhóm ngành nào quá nổi bật. Chúng ta về chứng khoán thì xanh đỏ đan xen, đúng không? Chứng khoán nhỏ, chứng khoán lớn thì hồi phục nhẹ, chứng khoán nhỏ thì sau một cái nhịp bật mạnh từ đáy trở lên, nó về lại cái gần cái vùng đỉnh cũ thì nó gặp áp lực bán chốt lời, cũng như là áp lực của những cái nhà đầu tư kẹp hàng người ta bán ra, thì đây cũng là một cái điều hết sức bình thường. Nhóm banh thì xanh đỏ đan xen, hôm nay thì CTG làm cho thị trường chúng ta khá là nhiễu khi mà có thời điểm nó quét sàn, tuy nhiên là cuối phiên thì đóng cửa quanh tham chiếu. Nhóm thép thì có cái sự hồi phục nhẹ, Hòa Phát thì đỏ nhẹ. Dầu khí thì chúng ta có PVD, PVS thì PVD thì xanh nhẹ, PVS thì giảm một tầm 1,8%. Cái nhóm này là cái nhóm giữ giá khá tốt trong cái giai đoạn trở lại đây anh chị nhé. Tiếp theo nhóm bất động sản thì cũng có cái sự hồi phục nhẹ. Hôm nay bất động sản khu công nghiệp. Bất động sản khu công nghiệp thì chúng ta có GVR tăng được 4,6%, còn các cổ phiếu khác thì xanh nhẹ. Bán lẻ thì chúng ta thấy là xanh nhẹ. Chúng ta có nhóm đầu tư công, nhóm đầu tư công là cái nhóm bật khá là tốt trong ngày hôm nay, có các cổ phiếu như FCN và CAI là những cổ phiếu mà chúng ta đã tham gia bắt vào cái nhịp hôm ngày thứ sáu, thì hôm nay là hàng thì chưa về nhưng mà cũng có cái lợi nhuận tương đối là tốt trong ngày hôm nay. Thanh khoản nó vào không đủ cho nên là nó cũng không đóng trần được anh chị nhé. Rồi một số cổ phiếu khác như là thủy sản hôm nay cũng có một cái nhịp bật tăng khá là tốt, tuy nhiên để mà mua thì Nam nghĩ là hơi khó mua đối với các cổ phiếu này. Ok, tiếp theo thì Nam sẽ review nhanh cho các anh chị về hành động của khối ngoại. Khối ngoại thì hôm nay mua dòng vào cuối phiên khá mạnh anh chị nhé. Khối ngoại người ta mua dòng 176 tỷ vào cuối phiên. Anh chị thấy là vào trong phiên ATC người ta mua rất là nhiều. Tự doanh thì chúng ta chưa có thông tin. Thanh khoản thì anh chị thấy rồi, thanh khoản rất là thấp trong ngày hôm nay. Về biến động tác động đến index thì hôm nay chúng ta có các cổ phiếu ngân hàng là các cổ phiếu gây áp lực lớn lên index như là Vietcombank này, BID này, CTG. Ngoài ra có GAT nữa. Ở chiều ngược lại thì chúng ta có GVR là cổ phiếu kéo điểm cho ngân hàng trong ngày hôm nay. Cho thị trường trong ngày hôm nay chúng ta có Vinamilk, VRE cũng kéo điểm khá tốt trong ngày hôm nay anh chị nhé. Rồi đấy là review nhanh về thị trường, thì bây giờ thì Nam cùng anh chị sẽ cùng nhau phân tích thị trường ở trên cái chart đồ thị, xem là với cái thanh khoản thấp như thời điểm hiện tại thì chúng ta sẽ có các cái kịch bản như thế nào trong thời gian tới và hành động của chúng ta là gì anh chị nhé. Thì trước khi sang nội dung của phần thứ hai, anh chị đang tham gia theo dõi cái video này, anh chị mà chưa like thì nhớ like, mà chưa subscribe thì nhớ subscribe ủng hộ kênh. Chúng ta sẽ nhìn nhanh một chút ở trong zoom khách hàng cho là trong ngày hôm nay thì có cái gì anh chị nhé. Thật ra thì nó cũng không có quá nhiều cái điều trong ngày hôm nay đâu anh chị. Buổi sáng thì Nam cũng trao đổi với anh chị là chúng ta có hai kịch bản tích cực, thì thị trường nó sẽ cân bằng quanh cái vùng 1140, 1170 và với cái thanh khoản thấp để chờ một cái phiên xác nhận tạo đáy, thì chúng ta sẽ chờ cái phiên này anh chị nhé. Thì Nam đang kỳ vọng là có thể nó sẽ xuất hiện trong tuần này. Ngày mai, nhanh thì ngày mai, không thì ngày thứ tư nó sẽ xuất hiện cái phiên này. Đấy là nếu với một kịch bản tích cực. Tất nhiên là chúng ta cũng sẽ dự phòng với một cái kịch bản tiêu cực, nếu như thị trường đóng cửa mất đi cái vùng 1140 trước cái sức ép của các cái cổ phiếu banh ấy, thì chúng ta sẽ phải cẩn trọng, bởi vì khi đấy thị trường nó sẽ đi tìm một cái đáy mới và các anh chị sẽ cần phải quản trị tài khoản và đưa tài khoản với mức 30% tỷ lệ cổ phiếu thôi, hoặc là đứng ngoài quan sát anh chị nhé. Về hành động thì Zoom hiện tại đang duy trì một cái trạng thái là phòng thủ cho đến khi xuất hiện cái phiên xác nhận tạo đáy. Chúng ta đã tham gia một số các cổ phiếu trong cái dịp trước, ví dụ như là nhóm một số cổ phiếu chúng ta đã tham gia như là nhóm chứng khoán này, nhóm thép chúng ta đã tham gia bắt đáy, nhóm chứng khoán thậm chí là chúng ta đã làm vòng thứ hai rồi, các cổ phiếu VND, SSI rồi một số cổ phiếu khác thì chúng ta đã quay lại bắt cái nhịp số 2 rồi chị nhé. Những nhịp trước thì chúng ta đã bắt khá là thành công, đâu đó được 7-10%. Rồi một số cổ phiếu bất động sản, ví dụ như đất xanh, như Shell, chúng ta cũng đã bắt và hiện tại đang có một cái lợi nhuận tương đối tốt. Thì đối với những anh chị mà đã tham gia rồi thì mọi người vẫn có thể là tiếp tục nắm giữ để chờ cái phiên xác nhận. Còn đối với anh chị mà kẹp hàng ấy, thì Nam vẫn đề cao cái quản trị anh chị. Khi mà thị trường có những cái nhịp hồi phục thì các anh chị vẫn ưu tiên về cái việc hạ bớt ra, tránh cái trường hợp mà khi thị trường nó đi theo kịch bản tiêu cực thì mọi người sẽ không kịp phản ứng anh chị nhé. Về cái số liệu kinh tế thì sáng ngày hôm nay Nam cũng cập nhật nhanh cho anh chị, thì sẽ có ba cái chỉ tiêu được chúng ta quan tâm. Thứ nhất là lạm phát, tỷ giá và cái tăng trưởng kinh tế.
Thì đầu tiên là cái lạm phát thì chị thấy là tháng 9 CPI tăng 1,08% và tăng 3,66% so với cùng kỳ. Còn 9 tháng đầu năm thì bình quân sẽ là 3,16%, còn mục tiêu của lạm phát trong năm nay là dưới 4,5%. Do vậy cho nên là riêng về lạm phát thì chúng ta vẫn còn cái dư địa tốt về lạm phát, tức là chúng ta không phải quá lo lạm phát trong năm nay. Cái thứ hai về tỷ giá thì trong cái sức ép về cái việc mà chênh lệch lãi suất ở trong nước và lãi suất của Mỹ, nó làm cho cái tỷ giá của chúng ta hiện tại đang tương đối là căng. Tuy nhiên là trong tuần vừa qua thì ngân hàng nhà nước cũng đã hút dòng 93 tỷ thông qua kênh tín phiếu, và đà hút dòng thì đang được chậm lại vào cuối tuần. Tỷ giá thì cũng đã hạ nhiệt trở lại, thì mình dự kiến là cái việc hút dòng này nó cũng đã tạm thời qua trong ngắn hạn, và ngân hàng sẽ tạm ngưng hút và sẽ quan sát tiếp. Thì đấy là cái vấn đề liên quan đến tỷ giá, là chúng ta đã thấy là trong ngắn hạn nó bớt căng đi rồi. Cái thứ ba, cái quan trọng nhất là liên quan đến cái GDP, thì quý 3 đạt 5,33% so với cùng kỳ năm trước. Thì thật ra là nó chỉ cao hơn so với cái giai đoạn Covid 2020-21 thôi. Còn 9 tháng đầu năm thì chúng ta đạt được 4,23%, thì mục tiêu cả năm là 6,5%, thì hiện tại là nó vẫn còn khá khó để có thể đạt được cái mục tiêu 6,5% trong năm nay. Anh chị nhé, chúng ta mới hết quý 3 rồi mà mới được có 4,23% thôi. Thì mình cũng đưa ra một cái nhận xét là mục tiêu tăng trưởng là 6,5% thì khó đạt được. Tuy nhiên mới đây thì Thủ tướng Chính phủ vẫn phát biểu là nỗ lực phấn đấu đạt cái mức cao nhất tăng trưởng kinh tế là 6,5%. Do vậy cho nên là cái mục tiêu chính của chúng ta vẫn là tăng trưởng và hồi phục kinh tế trong năm nay. Với cái nền tảng chính ý, là chính sách tiền tệ thì vẫn đang được nới lỏng và vẫn đang được duy trì. Chúng ta vẫn có 4 cái nhịp giảm lãi suất điều hành, anh chị nhé. Rồi cái bối cảnh về lạm phát thì anh chị thấy là trong năm nay thì nó không đáng lo. Còn tỷ giá căng thì nó đã được can thiệp một cách kịp thời. Do vậy cho nên là tình hình ở thời điểm hiện tại thì Nam cho rằng là cái chính sách vẫn được sẽ được nới lỏng. Do vậy cho nên là rất khó để thị trường của chúng ta có những cái cú giảm mạnh, giảm sâu được. Thì trong tuần 2 tuần vừa qua, khi mà chúng ta hút tiền về, ngân hàng nhà nước hút tiền, thì mình thấy rằng là các cái vấn đề liên quan đến hút tiền, liên quan đến call margin, liên quan đến cháy các cái kho bãi thì nó cũng đã xảy ra trong tuần trước. Và tuần này thì anh chị thấy là thị trường đang có cái tín hiệu cân bằng trở lại, và Nam đánh giá trong ngắn hạn ở cái vùng hỗ trợ với thanh khoản thấp như này thì thị trường của chúng ta nó tương đối là an toàn, và chúng ta trong ngắn hạn thôi anh chị nhé. Và chúng ta sẽ kỳ vọng là thị trường sẽ có những cái nhịp hồi phục hoặc là có những cái phiên xác nhận tạo đáy để chúng ta cũng có một cái nhịp mới trước khi ít nhất là thị trường về lại cái vùng 1.186-1.200 anh chị nhé. Đó. Rồi, đấy là về bản tin buổi sáng. Hôm nay thì cũng có một cái kèo về VIX cho anh chị, cuối phiên thì nó cũng bị bán ngược trở lại, tuy nhiên là Nam đánh giá là không vấn đề gì. Anh chị nhá, đến phiên trưa thì trao đổi với chị là thị trường của chúng ta đang có một cái phiên thanh khoản rất là thấp và độ rộng thị trường thì tốt. Thì trong 3 phiên trở lại đây thị trường đều cân bằng ở cái vùng 1.105x. Vùng này thì chúng ta sẽ chờ cái phiên xác nhận tạo đáy. Tóm lại ấy, là những anh chị mà đã tham gia bắt đáy tuần trước, đúng không? Với một cái tỷ trọng vừa phải 30-35% thì mọi người có quyền tiếp tục nắm giữ. Nếu mà chờ cái phiên xác nhận tạo đáy để chúng ta tự tin hơn để tham gia vào thị trường. Còn nếu như anh chị mà có tỷ trọng cao thì vẫn sẽ ưu tiên, đúng không? Anh chị mà có đang bị kẹp hàng thì và sử dụng margin thì sẽ ưu tiên hạ tỷ trọng. Còn anh chị mà có tỷ trọng tiền mặt cao có thể thăm dò được. Nam đánh giá là đoạn này anh chị có thể thăm dò được một số các cái cổ phiếu rồi anh chị nhá. Đấy, còn cuối phiên thì Nam đánh giá là thị trường vẫn tạm ổn thôi, và mình sẽ kỳ vọng các cái phiên xác nhận tạo đáy trong thời gian tới. Đấy, về thị trường thì anh chị thấy được rằng là ok, sorry anh chị một chút nhé, mình khách hàng gọi nhắn cho khách hàng một chút đã. Rồi, thị trường thì anh chị nhìn thấy đây là trên khung khung đồ thị H1, khung đồ thị ngày. Anh chị thấy là chúng ta có một phiên hồi phục vào phiên thứ tư tuần trước, và có 3 phiên đi ngang tích lũy với thanh khoản rất là thấp. Thế ở cái vùng này anh chị hình dung là tất cả những cái người mà bị kẹp hàng ở vùng này anh chị thấy là người ta cũng không bán nữa. Tuy nhiên là cầu vào ấy, thì cầu nó vẫn đứng ngoài, nó vẫn khá là hững hờ chưa tham gia vào thị trường. Thì ở cái vùng này chúng ta sẽ chờ một cái phiên xác nhận. Phiên xác nhận là như nào? Là phiên xác nhận là một cái phiên mà thị trường tăng đâu đó khoảng tầm 1-1.5%, tức là đâu đó khoảng tầm 15 điểm anh chị nhé. Phải có một phiên thị trường tăng 15 điểm với thanh khoản gia tăng. Đâu đó với thời điểm hiện tại thì mình sẽ chỉ kỳ vọng thanh khoản khoảng tầm 16-18.000 tỷ thôi, thì đã là một cái phiên tích cực. Nam đánh giá là một cái phiên xác nhận là hoàn hảo rồi, thì mình chờ một cái phiên đấy. Đấy là trong kịch bản tích cực anh chị nhé. Thì nếu mà có cái phiên đấy thì khả năng index của chúng ta nó sẽ về được cái vùng 1.200-1.205 ở trên này đó, nếu như có cái phiên đấy. Anh chị thấy là trước mặt chúng ta có một cái EMA rất là mỏng,
và hoàn toàn đường giá thị trường chúng ta có thể bò theo, có thể đi xuyên qua cái eo mây này nếu như có cái phiên xác nhận tạo đáy đi lên với điều kiện dòng tiền gia tăng và biên độ thị trường tốt anh chị nhé. Bởi vì là hiện tại bây giờ Nam thấy là cầu nó vẫn đang khá là hững hờ, chưa vào lại thị trường. Đấy là cái điều kịch bản đầu tiên. Cái kịch bản thứ hai đấy là về đến cái vùng hỗ trợ rồi, tức là cái số lượng bán người ta vẫn không bán nhưng mà cầu nó vẫn chưa vào. Thì tức là nếu như mà trong các phiên tiếp theo mà vẫn không có một phiên xác nhận của thị trường ấy thì cầu nó vẫn đứng ngoài và nó sẽ chờ chiết khấu sâu hơn. Thì tức là khi đấy thị trường của chúng ta vẫn phải chiết khấu để kéo cái cầu vào. Bởi vì là cầu đến cái vùng này cầu nó vẫn không chấp nhận vào. Thì nếu như không có phiên xác nhận thì rất dễ là thị trường của chúng ta nó cũng sẽ có những cái nhịp mà mất đi cái vùng 1140 và đi tìm một cái đáy mới ở vùng dưới này, có thể vùng 1100 ở đâu đó, vùng 1100-1120 anh chị nhé. Thì do vậy cho nên là chúng ta sẽ cần một cái phiên xác nhận để chúng ta có thể tự tin tham gia vào thị trường nhiều hơn. Còn hiện tại bây giờ ấy thì Nam vẫn duy trì cho anh chị một cái tỷ trọng 30-50% và đang có lợi nhuận 5-7%, thì chúng ta vẫn cứ thoải mái về thị trường. Còn chỉ có anh chị nào bị kẹp hàng thì mọi người sẽ cảm thấy hơi lo lắng thôi. Đấy, tuy nhiên là Nam ấy, nếu mà xét về cái góc nhìn thì mình đang nghiêng về cái kịch bản tích cực nhiều hơn. Khi mà các cái nhịp mà cân bằng trở lại với một cái thanh khoản thấp và thị trường của chúng ta hoàn toàn sẽ sẵn sàng cho những cái nhịp mà bùng nổ đi lên nếu như có một cái phiên xác nhận tiền vào anh chị nhé. Rồi thì đấy là trên cái khung đồ thị ngày. Nếu mà xét về kỹ thuật một chút thì anh chị thấy đây vẫn là một cái dao găm 129, cái vùng hỗ trợ rất là cứng của thị trường và cũng là vùng giá trung bình của nhà đầu tư trong vòng 6 tháng vừa qua. Vì đây là dao găm 129 là trung bình của 129 ngày, tức là đâu đó khoảng tầm 6 tháng anh chị nhé. Mỗi tháng chúng ta có khoảng tầm 20-22 phiên giao dịch thì nó là khoảng tầm 6 tháng đó. Tiếp theo là ngày mai thì chúng ta vẫn chưa có trạng thái khách sạn, nhưng bắt đầu từ ngày thứ tư là sẽ có cái trạng thái khách sạn hút lên anh chị nhá, trạng thái khách sạn hút lên. Thì vẫn có kịch bản là thị trường nó sẽ không có phiên bùng nổ, không có một phiên xác nhận mà thị trường nó sẽ hồi phục một cách rất là yếu lên đây. Nếu như không có phiên xác nhận, thị trường có hồi phục lên cái vùng 1175-1186 thì khả năng nó sẽ lại tiếp tục bị bán xuống. Thì nếu như không có phiên xác nhận thì góc nhìn của Nam là thị trường có hồi phục, đúng không, hồi phục không kèm theo thanh khoản thì đấy nó sẽ là những cú bull trap và anh chị vẫn phải hạ tỷ trọng ra anh chị nhá. Còn cái kịch bản xấu mà Nam vừa nói với chị là nó xuất hiện một cái phiên đóng cửa dưới cái vùng 1140 ấy, thì thị trường sẽ khá là xấu. Thì đấy là trong cái khung đồ thị trần ngày anh chị nhá, anh chị sẽ lưu ý về cái vấn đề này. Còn cái xương sống chính của chúng ta hiện tại bây giờ như Nam vừa chia sẻ với anh chị về cái câu chuyện về vĩ mô ấy thì vẫn là cái liên quan đến hồi phục GDP. Do vậy cho nên là chúng ta vẫn đang trong cái chính sách tiền tài chính nới lỏng và nên là trong chung và dài hạn thì Nam vẫn đánh giá thị trường tốt ở trong chung và dài hạn, nhưng mà trong ngắn hạn thì chúng ta sẽ cần phải quản trị bằng cách là duy trì một cái tỷ trọng vừa phải và hợp lý, và luôn có các kịch bản khi xuất hiện phiên xác nhận thì như nào, mà nó xuất hiện một cái phiên đi thủng qua cái vùng 1140 đi tìm cái đáy mới thì chúng ta cần phải làm gì, thì Nam vừa chia sẻ với anh chị rồi anh chị nhé. Xét trong cái khung đồ thị ngắn hơn, khung đồ thị 15 phút thì anh chị có thể thấy rằng là hiện tại Bollinger Band đang bóp rất là chặt, hai kiếm cũng đang tích lũy rất là chặt ở đây, và trước mặt của chúng ta anh chị thấy là dao kiếm thì nó cũng đang có cái xu hướng hội tụ lại với nhau trong khung 15 phút và đang có cái xu hướng gãy. Đấy, do vậy cho nên là mình đánh giá là trong các cái phiên giao dịch tiếp theo, cái xu hướng của thị trường nó sẽ sớm được quyết định. Một ấy, là thị trường sẽ xuất hiện một cái phiên xác nhận để đi lên kèm, nhưng mà nó phải ưu tiên, phải tiên quyết là phải kèm theo thanh khoản anh chị nhé. Thanh khoản đâu đó phải ít nhất là 16-17 nghìn tỷ, chứ còn nếu như mà thanh khoản chỉ một lưu tiêu 12-13 nghìn tỷ mà thị trường tăng khoảng tầm 1% thì Nam khẳng định với anh chị khả năng rất cao sẽ là một cái nhịp bull trap anh chị nhé, phải kèm theo thanh khoản. Thì đấy là cái kịch bản tích cực. Còn trong kịch bản tiêu cực mà thị trường của chúng ta nó lùi lại, nó mất đi cái vùng 1140 đây thì khả năng là nó cũng sẽ tìm một cái đáy mới, thì lúc ấy chúng ta sẽ phải hạ tỷ trọng đưa về cái mức 30% tài khoản thôi anh chị nhé. Kể cả là chúng ta đã bắt trúng cái đáy vào nhịp trước thì vẫn ưu tiên về cái việc hạ tỷ trọng ra nhé. Rồi thì đấy là về thị trường ở trong khung H1, thì anh chị thấy là chúng ta hai kiếm cũng đang tích lũy rất là chặt rồi, hai kiếm rất chặt và Bollinger Band cũng đang rất là chặt. Đấy, do vậy cho nên là cái sự biến động trong vài phiên tới là có, và góc nhìn của Nam là thị trường của chúng ta nó thiên về cái hướng tích cực nhiều hơn anh chị nhé. Thì đấy là góc nhìn cá nhân thôi, thì chúng ta cũng sẽ kỳ vọng là như vậy. Rồi đấy là về thị trường anh chị nhé. Ok, anh chị đang tham gia theo dõi cái buổi livestream ngày hôm nay, anh chị nhớ dành ra một vài giây để lại những cái lượt like, những cái trái tim màu tím để tăng tương tác cho cái video này anh chị nhé. Anh chị cần tìm người đồng hành cùng anh chị trên chặng đường đầu tư, một người có thể về với đội của Nam bằng cách là mở những cái tài khoản VPS
Thì nếu như mà chưa có thì anh chị gửi căn cước công dân thì Nam sẽ có các bạn trợ lý mở giúp cho các anh chị. Còn nếu như anh chị mà đã có rồi thì mọi người có thể chuyển ID về Nam quản lý. Thì đây là cái hướng dẫn về việc chuyển ID anh chị nhé. À, anh chị đăng nhập vào app này. Đây, để Nam mở ra. Anh chị đăng nhập vào app, bấm vào cái avatar ở đây, bấm vào thay đổi chuyên gia tư vấn, nhập cái mã ID R808 ra Nguyễn Ngọc Nam, sau đó tích vào các cái dấu tích này rồi bấm xác nhận vào cái phần lịch sử thay đổi chụp ảnh màn hình và gửi lại cho Nam theo số điện thoại trên góc phải màn hình để Nam hỗ trợ anh chị add anh chị vào trong các cái Zoom VIP để chúng ta cùng nhau đồng hành và đầu tư các cái Zoom mà Nam vừa review cho anh chị ở đây để anh chị có một cái định hướng tốt hơn anh chị nhá. Trong quá trình đầu tư. Còn về thị trường thì hiện tại bây giờ chúng ta vẫn đang ở một cái góc độ là 50-50. Một là chúng ta sẽ có một cái phiên xác nhận đi lên kèm thanh khoản đâu đó phải 16-17 nghìn tỷ. Còn nếu như thị trường quay trở lại đóng cửa dưới 1140 thì khi đấy thì khả năng thị trường nó sẽ đi dò một cái đáy mới anh chị nhá. Mình rất là rõ về quan điểm về thị trường ở thời điểm hiện tại, và Nam thì không phải là một cái người đoán về mặt điểm số thị trường về bao nhiêu. Quan trọng ấy là thị trường cho chúng ta cái kịch bản như thế nào thì chúng ta sẽ hành động theo kịch bản đấy, làm sao để anh chị quản trị rủi ro tốt cái tài khoản của mình là được anh chị nhá. Thời điểm hiện tại việc hành động như thế nào sẽ phụ thuộc rất nhiều vào cái trạng thái tài khoản của anh chị. Anh chị đang full margin, đang căng margin, mọi người bắt buộc vẫn phải hạ ra. Anh chị mà đang full tiền, cầm tỷ trọng tiền mặt cao, mọi người có quyền để có thể là bắt những cái nhịp 30% hoặc thậm chí 50% để chờ các cái phiên xác nhận tạo đáy đi lên thì anh chị sẽ có cái sự chủ động hơn, tránh cái trường hợp mua đuổi quá nhiều anh chị nhé. Ok, rồi đấy là về thị trường. Bây giờ thì Nam sẽ đi đánh giá nhanh về các cái cổ phiếu mà anh chị đang quan tâm. Thì chúng ta sẽ đi từ nhóm chứng khoán trước, VND. Anh chị thấy liên tục có 1, 2, 3, 4, 4 phiên tích lũy ở đây với thanh khoản rất là thấp. Và đây cũng đang là cái vùng hỗ trợ anh chị. Thì nếu như mà cổ phiếu này, nếu như mà nó nhúng xuống mạnh về cái vùng giá 20 ở đây thì là vùng mua anh chị nhá. Nó về đến cái vùng giao găm này thì nó có đạp mạnh xuống thì chắc chắn với anh chị đây là vùng mua. Thì các anh chị cứ yên tâm một cái nhịp mua bắt T cộng ở đây, chắc chắn với anh chị là sẽ thành công nếu như anh chị muốn mua VND nhá. Còn nếu như nó cân bằng ở vùng này thì anh chị có thể thăm dò quanh 21, vì là có thể nó sẽ từ đây nó hồi lên luôn mà nó không về lại 20 đâu. Thì chúng ta phải có một cái sự chủ động nếu như anh chị muốn mua thì quanh vùng này. Và góc nhìn của Nam là với cái thanh khoản khá là thấp như này thì Nam cho rằng nó đang dừng chân ở đây và khá là an toàn anh chị nhá. Khá là an toàn. Và ngày mai thì bắt đầu chứng khoán mở khách sạn rồi, chúng ta sẽ kỳ vọng về nó về đây. Nếu như mà nó xuất hiện một cái phiên xác nhận ở đấy mà nó có thể là trong các phiên tiếp theo nó hồi lại cái vùng khách sạn cân bằng này mà nó phá được anh chị, thì thậm chí là chúng ta sẽ thấy là thị trường và các cổ phiếu nó sẽ tích cực hơn rất là nhiều anh chị nhé. Rồi, đấy là VND. Tiếp theo chúng ta có SSI, thật ra nó tương tự như nhau thôi. Đấy, bắt đầu từ ngày mai là đều mở khách sạn hết rồi anh chị. Đấy, ở đây đang có các cái vùng hỗ trợ này, quanh cái vùng giá 32, dưới 32 vẫn là các vùng mua, Nam đánh giá là tương đối là ổn. Còn trừ khi nào thị trường mà xấu lắm ấy thì con SSI nó mới về đây thôi anh chị. Còn không thì rất khó nhé. Nó về đây thì là vùng mua cho anh chị đầu tư chung và dài hạn luôn. VCI anh chị thấy là cũng đang cân bằng ở đây. Hôm nay thanh khoản cũng cạn kiệt, ngày mai bắt đầu mở khách sạn rồi. Do vậy cho nên là mình đang kỳ vọng là các cổ phiếu này nó sẽ hồi phục trở lại nhé. Đang cân bằng và thanh khoản thấp. Khi về đây thì anh chị thấy là thị trường nó cạn vốn đi thì mọi người phải thấy là nó là hết sức là bình thường và ok chứ chị. Đây cũng là một phiên test cùng của HCM tại vùng đáy này. 1, 2, 3, 4, 5, 6 phiên tích lũy ở đây rồi. Thì chúng ta có thể kỳ vọng nó có một cái phiên nó bật ngược trở lại được anh chị nhé, hoàn toàn có thể kỳ vọng cái điều đấy. Đấy, vào phiên ngày mai thì Nam đang kỳ vọng nhóm chứng khoán ngày mai sẽ có sự hồi phục trở lại. Còn nếu như ngày mai nó có đạp xuống thì góc nhìn của Nam vẫn là tới thời điểm anh chị có thể tham gia, ví dụ như VND, SSI này. Đấy, nó mở các cái khách sạn ra rồi, chúng ta không cần phải quá lo trong phiên ngày mai nhé. Đấy là nhóm chứng khoán. Tiếp theo là nhóm thép. HDG thì hôm trước chúng ta đã tham gia một cái nhịp ở quanh vùng giá 19. Hiện tại đang có vị thế khá là tốt và đang chờ những cái phiên, nếu như nó có một cái phiên pullback ngoay ngược trở lại đây, break vượt được cái vùng giá 21.2 anh chị. Đấy, đâu đó là một phiên tăng mạnh ở đây, thanh khoản vào mạnh thì lúc ấy chúng ta sẽ có một cái nhịp thì chúng ta sẽ thấy nhóm thép nó sẽ ok trở lại. Tuy nhiên là mình phải cần thanh khoản lớn anh chị, thanh khoản lớn, nhưng mà với cái thanh khoản cạn kiệt như này thì chúng ta cũng chưa thể đòi hỏi những cái phiên thanh khoản lớn như cái phiên mà nó bán ở đây được. Anh chị thấy cái phiên bán đây thanh khoản rất lớn thì bây giờ chúng ta chưa đòi hỏi những phiên như vậy được đâu. Góc nhìn của Nam ấy là cái nhịp vùng này, vùng chúng ta đã bắt ở đây thì chúng ta tiếp tục nắm giữ. Nếu như nó rung lắc mạnh về lại cái vùng giá 19.x, nó test lại cái đáy này thì chúng ta mua. Chắc chắn là mua được, bởi vì là khách sạn ngày mai, ngày thứ tư là nó mở ra rồi. Và dưới đây là cái vùng giá cân bằng của những cái nhà đầu tư mua chung dài hạn anh chị nhá. Chúng ta hoàn toàn có thể mua ở đây. Ok anh chị.
Còn hiện tại bây giờ nếu như thì anh chị mà muốn mua ấy, thì góc nhìn của Nam là vẫn đang thăm dò thôi. Khi nào nó vượt lại 21.1 thì nó mới ok được nhé. Tiếp theo Nam Kim tương tự. Đấy, Nam Kim nó phải vượt lại được 21 thì nó mới ok được. Còn hiện tại thì nó vẫn đang tích lũy ở đây thôi. Góc nhìn của Nam là anh chị mua thì mua thăm dò quanh cái vùng giá 19.x, có thể thăm dò được 20-30% chờ các cái phiên thị trường xác nhận. Tóm lại bây giờ là mình chỉ chờ thị trường xác nhận thôi anh chị nhá. Còn hiện tại chúng ta chỉ thăm dò. Anh chị nào mà đang kẹp hàng thì lưu ý là nếu như thị trường hồi phục anh chị hạ bớt. Còn nếu như thị trường có thủng qua cái vùng 1.140 đóng cửa dưới ấy, thì góc nhìn của Nam là anh chị vẫn nên hạ bớt nhá. Ok anh chị. Đấy là thép này, Hòa Phát. Hòa Phát thì quanh cái vùng 26 anh chị thấy là rơi xuống này, hồi phục này, đang test lại với thanh khoản thấp. Thì đây là những cái nhịp test lại hết sức là bình thường thôi. Ngày mai và ngày kia nó bắt đầu nó mở trạng thái khách sạn rồi. Do vậy cho nên là góc nhìn của Nam là nó sẽ có những cú hồi phục ở đây nhé. Đấy là thép. Anh chị đang tham gia theo dõi cái buổi live cái video này, anh chị chưa like thì nhớ like, mà chưa subscribe nhớ subscribe ủng hộ kênh, nhớ thả giúp Nam các cái trái tim màu tím dưới một comment để tăng cái độ tương tác. Anh chị muốn trở thành khách hàng của Nam thì liên hệ với Nam theo số điện thoại trên góc phải màn hình để Nam hỗ trợ cho anh chị. Anh chị cần có một cái tài khoản VPS anh chị nhé. Nếu như mà chưa có thì gửi căn cước công dân để Nam hỗ trợ mở giúp cho anh chị các cái tài khoản VPS số đẹp để anh chị giao dịch cho nó may mắn. Còn nếu như anh chị mà đã có tài khoản rồi, mọi người hãy chuyển ID về Nam quản lý. Thì đây là cái hướng dẫn chuyển ID, đăng nhập vào app, bấm vào cái avatar, bấm vào thay đổi chuyên gia tư vấn, nhập mã ID AR808 ra Nguyễn Ngọc Nam, tích vào các cái dấu tích này, bấm xác nhận rồi vào phần lịch sử thay đổi, chụp ảnh màn hình và gửi lại cho Nam theo số điện thoại trên góc phải màn hình để Nam hỗ trợ cho anh chị. Ngoài ra thì Nam cũng đang triển khai các cái Zoom thu phí. Nếu như anh chị mà chưa có điều kiện mở tài khoản hay là chuyển ID thì có thể tham gia vào cái Zoom thu phí nhá, thì cứ liên hệ với Nam, Nam sẽ hướng dẫn cho anh chị. Rồi chúng ta sẽ nhìn nhanh một số các cái cổ phiếu khác, ví dụ như là Đất Xanh. Quanh cái 19 anh chị thấy là chúng ta đang có cái hỗ trợ ở giao găm, thì đây đang là cái vùng cân bằng. Tóm lại anh chị thấy là thanh khoản rất là thấp, thì với thanh khoản thấp ở vùng hỗ trợ này thì Nam thấy là nó khá là ổn cho một cái nhịp mà anh chị có thể mua thăm dò được. Nam nghĩ là ok. Con này khi nào nó vượt lại được 20.2 thì nó mới tích cực được trở lại anh chị nhé. Do vậy cho nên là cái vùng này thì góc nhìn của Nam là anh chị có thể thăm dò được rồi. Nó đang gọi là dừng chân ở vùng này. Thì những cái phiên mà nó rơi mạnh về đến vùng giao găm anh chị thấy dừng chân này, thanh khoản thấp này. Rồi từ từ nó sẽ đi lên anh chị nhé. Tiếp theo cổ phiếu Shell. Shell thì con này hôm nay nó chạm về cái kháng cự 22 và nó đang bị bán ngược trở lại vì thanh khoản nó chưa đủ anh chị nhé. Con này thì bắt đầu từ ngày kia bắt đầu nó mới có khách sạn. Thì vùng này thì góc nhìn của Nam là sẽ có cái sự hồi phục lại được cái vùng giá 23-23.5. Thì về đây anh chị có thể là cơ cấu vớt ra. Còn mua mới thì Nam nghĩ là chưa chỗ này nó hơi lửng lơ. Hôm trước thì đã có một cái nhịp tham gia quanh vùng giá 20 cho các anh chị rồi nhá anh chị nhá. Thì đấy là thăm dò thôi, chúng ta phải chờ thêm. Rồi một số cổ phiếu khác như là Đích này. Đích thì nó đang dừng chân quanh cái vùng hỗ trợ ở đây. Thì với cái thanh khoản thấp hôm nay anh chị thấy là thanh khoản rất là cạn kiệt rồi. Người ta không bán ở đây nữa thì bây giờ chỉ chờ tiền vào nó đẩy lên thôi. Và đang có một cái eo mây mỏng ở phía trước thì chúng ta kỳ vọng nó sẽ có những cái nhịp bật trở lại nhá. Tuy nhiên con này thì cản của nó quanh vùng giá 26.5, 26.5 ở đây. Tiếp theo ta có Novaland. Novaland thì Nam nghĩ là chưa tham gia được anh chị. Con này nó gãy hơi sâu. Con này nó gãy sâu quá, nó giảm 35% từ đỉnh. Thì những cái cú hồi phục trở lại 16.x, 16.5 thì đều là cái vùng bán anh chị nhé. Hôm trước nó về 16.3, Nam cũng đã nhắn anh chị bán rồi. Thậm chí là ở những cái nhịp ở đây này. Đấy là những cái nhịp mà Nam cũng đã nhắn anh chị là phải bán ra ở đây rồi. Còn về đây thì Nam nghĩ là nó có hồi anh chị vẫn nên bán, còn mua thì chưa nên nhé. Rồi một số cổ phiếu khác như là Đạt Phương thì Nam nghĩ là con này nó cũng bị thủng qua cái vùng đáy, đang cân bằng ở đây, khả năng sẽ có sự hồi phục nhé. HDC cũng tương tự, tuy nhiên là mua mấy con này thì mình chưa ưu tiên, bởi vì là nó giảm, nó bị thủng qua cái vùng đáy trung tâm ở đây rồi. Đấy, anh chị nhé. Rồi tiếp theo bây giờ mình sẽ sang một số cổ phiếu khác, bất động sản khu công nghiệp. Có GVR, con này thì không biết là có kéo ở trong ATC không. Nay thì Nam cũng chưa để ý cái con GVR này, để Nam nhìn xem nào. GVR con này kéo trong ATC nhỉ nhá, do vậy cho nên là ngày mai nó sẽ có các cái tín hiệu trả điểm trở lại thôi. Cơ bản ấy thì con này quanh cái vùng giá 19.x, với góc nhìn của Nam vẫn là vùng mua nhé anh chị nhé. Vùng mua một cái nhịp gọi là một cái nhịp cho anh chị, nếu như nó có trả điểm nó test trở lại cái vùng này là vùng mua này. Ngày mai nó mở khách sạn rồi thì con này nếu như mà nó test trở lại, đúng không anh chị, nó hồi này, hôm nay nó mở gap ATC này, nó test trở lại này, nó có một nhịp bật trở lại đây thì ok. Đấy, nó bật khi nào nó vượt hẳn được cái vùng giá 21 thì nó mới ổn được. Số cổ phiếu khác như KBC này đang cân bằng anh chị, hầu hết các cổ phiếu đều đang có sự cân bằng và cái chart đồ thị của nó khá là giống nhau. Đấy, mấy cổ phiếu này nó phải vượt lại được các cái vùng giá TKAN và Kijun đây thì nó mới tích cực trở lại được anh chị nhá. Tiếp theo là cổ phiếu đấy là SSC này, VGC này,
Thì thế không ạ? Mấy con này bây giờ nó phải break, nó vượt lại được cái đường TK Kijun, nó vượt lại đường 12-10 đấy, nó tích cực được thì cả là GVR thế, KBC đấy anh chị nhá. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ nhìn về nhóm thủy sản ANV hôm nay tăng trần và nó vượt được lại TK và Kijun. Góc nhìn của Nam ở đây là cần tích lũy để bóp cái band vào, còn cái xác suất để nó vượt đỉnh ngay nó chạy luôn ấy, thì Nam đánh giá là không cao. Thì cũng đã chia sẻ với anh chị là nếu như xác suất mà không cao ấy thì chúng ta sẽ không tiếc nếu như cổ phiếu nó vượt đỉnh được anh chị. Do vậy nó nghĩ là nó phải cần tích lũy ở đây bóp chặt cái band vào, thì cái đoạn này chúng ta chưa vội mua. Nếu như nó tích lũy thành công thì chúng ta sẽ tham gia, còn nếu như vượt đỉnh luôn thì Nam nói với anh chị rồi, xác suất vượt đỉnh thấp thì nó vượt đỉnh luôn thì chúng ta cũng không tiếc anh chị nhá. IDI con này thì hôm trước mình cũng đã nhặt khách hàng chặn lãi ở cây này ở vùng giá 39 rồi, chúng ta tham gia ở vùng dưới này chặn lãi đây là tương đối ok. Còn hiện tại để tham gia quay trở lại thì Nam nghĩ là nó sẽ cần phải tích lũy lại nhé. IDI thì hôm nay không đóng trần được, con này yếu hơn chút, con này thì nó phải bật break vượt được cái vùng 14.5 và tích lũy thành công thì nó mới ổn được. Rồi đấy là thủy sản này, VHC này, VHC này, VHC thì cũng bắt đầu chớm cái đường TK và Kijun cần phải tích lũy thêm. Nói chung là đều cần tích lũy anh chị nhé. Chúng ta sẽ nhìn nhanh một chút về các cái cổ phiếu khác thuộc nhóm đầu tư công, ví dụ như HHV. HHV thì hôm nay nó cũng chạm về cái kháng cự. Hôm nay mà anh chị nào căng tài khoản thì Nam nghĩ là vẫn có thể hạ bớt tỷ trọng ra ở đây. Còn anh chị nào mà thăm dò bắt đáy ở đây thì bây giờ mọi người vẫn có thể tiếp tục nắm được nhé. Rồi chúng ta có LCG. Đó, cũng hồi nhưng mà cũng bị bán cụt đầu vào cuối phiên. Có FCN là cổ phiếu hôm trước chúng ta đã bắt đáy một cái nhịp T cộng ở đây. Thì con này ngày mai hàng về nếu mà hồi được cái vùng giá 16.x hay là 15.5 thì Nam nghĩ là chúng ta cũng sẽ chốt lời ra thôi anh chị nhé. Được đâu đó khoảng tầm 5-6% là khá là ok rồi. CII trước chúng ta cũng có tham gia quanh 19. Hiện tại là ngày mai nó sẽ mở khách sạn thì chúng ta sẽ chờ các cái nhịp nó hồi phục về chúng ta sẽ chốt lời ra nhé. Ok, đấy là các cái nhịp T cộng cho anh chị. Hôm nay thì có tham gia thêm con VX này ở cái vùng giá 16, thì ngày mai nó bắt đầu mở khách sạn rồi. Đây cũng là vùng cân bằng, hôm nay nó tăng khá tốt, tuy nhiên là cái thanh khoản nó vào không đủ cho nên nó bị bán vào cuối phiên. Nam nghĩ là cũng không phải là quá xấu đâu, thì khả năng nó sẽ loanh quanh, nó sẽ có những nhịp hồi lại cái vùng giá 17.x thôi. Thì anh chị nào kẹp hàng thì về đấy bán, còn anh chị nào bắt đáy ngày hôm nay thì về đấy chúng ta sẽ chốt lời anh chị nhá. Ok, chúng ta sẽ nói nhanh một chút về cái nhóm dầu khí. Thì trước khi sang cái nhóm dầu khí thì anh chị đang tham gia theo dõi cái video này, anh chị chưa like thì nhớ like, mà chưa biết comment gì thì thả giúp Nam các cái trái tim màu tím dưới một comment. Muốn trở thành khách hàng của Nam thì liên hệ theo số điện thoại trên góc phải màn hình, cần có một cái tài khoản VPS hoặc là tài khoản VPS anh chị nhé. Nếu mà cứ chưa có thì gửi căn cước công dân thì Nam sẽ hỗ trợ mở giúp các anh chị. Còn nếu như đã có rồi thì hãy chuyển ID về Nam quản lý. Thì đây là cái hướng dẫn chuyển ID, đăng nhập vào app, bấm vào cái avatar ở đây, bấm vào thay đổi chuyên gia tư vấn, nhập cái mã ID R808 ra Nguyễn Ngọc Nam, tích vào các cái dấu tích này, bấm xác nhận rồi vào phần lịch sử thay đổi, chụp ảnh màn hình và gửi lại cho Nam theo số điện thoại trên góc phải màn hình để Nam hỗ trợ cho anh chị vào trong Zoom VIP nhé. Ngoài ra thì Nam cũng đang có các cái triển khai các cái Zoom thu phí, anh chị muốn tham gia thì liên hệ với Nam để Nam hỗ trợ anh chị. Rồi chúng ta sẽ nhìn nhanh về nhóm dầu khí PVD cũng đang tích lũy trở lại anh chị, và Nam đánh giá là đang tích lũy khá là tích cực nha anh chị nhé. Nam nghĩ là cần phải tích lũy thêm một vài phiên nữa ở đây và có thể nó sẽ tiếp tục tăng. Anh chị thấy nó đang test hai đáy và cái điểm pivot của nó sẽ là cái vùng 27 ở đây. Đấy, khi nào nó tích lũy ở đây và break được 27 thì khả năng nó sẽ chạy được một nhịp nhé. Nam thấy là cũng khá là ok đấy. PVS đang tích lũy, mấy con này khá là khỏe anh chị. Hôm nay nó điều chỉnh nhưng mà thanh khoản rất thấp thì Nam nghĩ là cũng bình thường thôi. Anh chị mà mua thì vùng mua đẹp con này là 36 anh chị. Còn trước mắt cái vùng này có mua thì anh chị lấy vị thế thôi, kể cả là PVD nhé anh chị nhé, là lấy vị thế thôi. Rồi BSR này, BSR đang tích lũy, Nam đánh giá là tích lũy khá là tích cực nhé, đang bóp band này. Đấy, và cần tích lũy thêm, Nam nghĩ là cần tích lũy thêm. Anh chị có mua ấy, thì chỉ mua thăm dò thôi, tích lũy thêm, nó tích lũy thành công thì mới mua gia tăng được thêm nhé. Thì đấy là nhóm dầu khí. Ok, quay trở lại thị trường thì vẫn trao đổi với anh chị là vùng này là cái vùng cân bằng của thị trường với thanh khoản thấp. Và thanh khoản như này thì Nam thấy là khá là an toàn cho thị trường trong ngắn hạn. Và chúng ta sẽ kỳ vọng một cái phiên xác nhận đi lên của thị trường. Trong trường hợp nếu như thị trường đi theo kịch bản xấu, mất đi cái vùng 1140 thì anh chị phải hạ tỷ trọng xuống, đưa tài khoản về 30% thôi. Còn trong trường hợp thị trường vẫn đi lên nhưng mà tiền không vào anh chị nhé, tức là mình chờ một cái phiên xác nhận, tức là phiên xác nhận là một phiên mà thanh khoản phải vào. Đâu đó mình cần một cái thanh khoản khoảng tầm 16.000 tỷ trở lên, 16 tỷ, thậm chí là 18.000 tỷ thì sẽ là đẹp nhất. Thì lúc ấy chúng ta sẽ kỳ vọng về những cái cú mà thị trường có thể về lại cái vùng 1.200, 1.210. Còn trong trường hợp mà thị trường nó cứ bò đi lên với thanh khoản thấp ấy thì mọi người sẽ vẫn ưu tiên cơ cấu hạ tỷ trọng ra anh chị nhá. Ok, đây là toàn bộ những cái điều Nam muốn chia sẻ với chị trong cái nội dung của video ngày hôm nay. Một lần nữa cảm ơn anh chị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Chúc anh chị một buổi chiều tốt lành.
Muốn về với đội của Nam thì nhớ liên hệ theo số điện thoại trên góc phải màn hình anh chị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong các cái chương trình tiếp theo của Nam. Chúc mọi người một buổi chiều tốt lành. Bye bye.